Hi, xin chào các em. Chào mừng các em đến với channel podcast của Bóng Đen, cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam. Đây là một cái số đặc biệt. Yeah. Và anh chỉ có 3 phút để nói thôi. Rồi. Và cái số đặc biệt này thì anh sẽ tóm gọn lại một cái chủ đề mà tụi anh vừa mới có một cái show ở trên online. Đó chính là bữa nay tụi bút mình nên làm gì. Yeah. Thì nên nói ngắn gọn, anh sẽ có 2 phần ở trong cái podcast lần này. Đó chính là đầu tiên cái nguyên nhân mình tụt mút là gì, và cái thứ hai đó là cách làm sao để mình không có bị tụt mút, hoặc là để mình up mút lên đấy, mình kéo mút mình lên. Yeah. Thì đầu tiên, một á là nguyên nhân của cái việc tụt mút nó là gì theo anh nhé. Nó có 2 nguyên nhân. Nó có 3 nguyên nhân lận. Nó có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất á, đó là mệt mỏi. Nhiều khi á, tụt mút nó là tinh thần, nhưng mà nó lại đến từ một cái việc, đó là mình bị gọi là mình bị mệt trong người á. Ví dụ hôm đó mình đói á, là mút mình không lên được. Mặc dù mình tâm lý thì mình cũng chả vấn đề gì đâu, nói chung mình cũng đang rất vui, nhưng mà chỉ vì mình bị đói bụng, hoặc là mình bị thiếu ngủ, hoặc là cơ thể mình bị mệt, là tự nhiên cái mút mình xuống. Cho nên mới nói là cái physical nó sẽ ảnh hưởng tới cái mental á, đó phải không? Cho nên là giống như người ta nói á, là khi mà cái chân mình bị đau á, thì mình có nghĩ gì khác được ngoài cái chân đau của mình đâu. Ví dụ cái bụng mình đang đói, nó đang kêu gào, thì làm sao lấy não đâu mà brainstorm này kia. Cho nên á, là một cái rất cơ bản, gọi là cái thực tế nhất luôn á, đó chính là mình bị mệt trong người. Cái thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai đó là mình bị mông lung. Yeah. Mông lung đó giống như là mình không biết là hôm nay sẽ làm cái gì, tương lai mình đi về đâu, rất là mờ mịt. Một cái plan không biết là mình sẽ triển khai như thế nào. Nói chung là nó có quá nhiều thứ rồi, con đường sự nghiệp mình á, từng bước nó ra làm sao. Rồi trời ơi, nói chung tối nay ăn gì mình còn mông lung mà. Chính vậy cho nên mình bị rơi vào trong cái trạng thái đó, là mình không biết làm gì tiếp theo. Mình bị mông lung đó. Cho nên là mình cũng bị tụt mút. Tụt mút xong rồi dẫn tới là lười biếng, không có làm gì hết, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Yeah. Rồi, một cái điều thứ ba, một cái chữ M thứ ba, một cái nguyên nhân thứ ba đó là money. Thiếu tiền. Cũng hợp lý. Tự nhiên cái thiếu tiền tự nhiên bị tụt mút là đơn giản dễ hiểu. Rồi, vậy thì làm sao để kéo mút lên nè? Có ba cách nè, có ba chữ M nè. Một đó là bơm máu ha. Máu đây vừa là tiền nè, vừa là đồ ăn nè, vừa là tụi em bơm máu dưới dạng tập thể dục để mình có thể xả stress tốt nè, bơm máu tới các tế bào nha, và nó sẽ hưng phấn hơn. Thử đi, đơn giản hiệu quả. Cái thứ hai đó là làm màu. Màu ở đây tức là làm cho cuộc đời mình nhiều màu sắc. Mình có thể thay đổi vị trí làm việc nè, mình đi đâu đó mình làm, đi ra quán cà phê, hoặc mình thay đổi cái người mà mình nói chuyện. Hôm nay mình nói chuyện cô lao công, ngày mai mình đi ra ngoài đường mình nói chuyện với chú lái xe ôm, vân vân. Ừ, điều đó cũng rất là đơn giản thôi. Mình làm cho cuộc đời mình nhiều màu sắc. Và cái cuối cùng đó là gì? Make love. Make love. Make love. Make love nha tụi em. Trời ơi. Một cái thú vui của cuộc sống. Khi nào tụt mút cứ thử make love đi, coi tụi anh Bóng Đen nói đúng không. Ok là đây là kết thúc cái số đặc biệt nha. Hy vọng là tụi em sẽ không bị tụt mút, mà nếu có bị tụt mút thì cố gắng kéo mút lên. Ok, bye bye.